Một lô micro vừa tháo phòng xong các bác ạ. Dòng này thì UKF, một trong những dòng micro cực kỳ nổi tiếng. Các bác có biết con này là thân gì không các bác ơi? Đấy, nó chính là dòng TIT các bác nhá. TIT nó là một thương hiệu tít đến từ Đài Loan. Con này thì về đến nhà là anh em thợ chưa vệ sinh, chưa lau chùi, mặt váp. Con này thì có gia tốc, có tự ngắt, tất cả những tính năng hiện đại. Thì theo em nghĩ, đây chính là một dòng micro được đánh giá là rẻ nhất trong năm nay. Nhưng mà sóng sánh cho đến chất âm, cho đến gia tốc tự ngắt, cảm biến chống rơi chống sốc, tức là mình dùng một từ là không thiếu cái gì cả. Các bác cố gắng theo dõi video này và em sẽ để cho các bác giá giảm từ 400 đến 500 nghìn so với lại mức giá thông thường. Đấy, và em khẳng định luôn, với những bộ micro các bác mua mới tầm khoảng 5 triệu 7 triệu, gặp con này vẫn tắt điện, đó chính là dòng UKF K600, và con này còn là con đòi Mark 2 các bác nhá. Đương nhiên hàng bãi thì cái chuyện xước sát một đôi chút không thể tránh được các bác. Và bác nào quá quan trọng về hình thức thì các bác ra chợ mua những bộ micro hàng mã về, đẹp chưa từng thấy, các bác không hát các bác để đấy trưng cho đẹp. Còn bác nào mà hay hát, bác thích chất lượng âm thanh hay, đấy, hình thức nó không quan trọng lắm và chất lượng của nó là một cái tiêu chí hàng đầu, thì các bác có thể xem bộ micro này. Tất chút chít tay chân anh em thợ đã dọn dẹp quá đẹp rồi các bác ạ. Lưới dọ là hợp kim này, tay chân thì đương nhiên là có xước sát nhẹ. Anh em thợ đã phủ một lớp nano 4K để nó chống xước, để nó đẹp, nó sạch thế này. Điều đầu tiên mà em muốn tất cả các bác chúng ta cảm nhận thấy đó là gì ạ? Đó chính là những chiếc côn nguyên bản đòi cao nhất của 3G hiện nay. Một trong những công nghệ chất lượng âm thanh, một trong những công nghệ côn cực kỳ đỉnh cao của hãng 3G, một thương hiệu đến từ Đức. Và tất cả tay chân vẫn còn nguyên zin. Đấy, duy nhất chỉ có lớp vỏ bên ngoài thì anh em phủ một lớp nano 4K để tất cả các bác chúng ta cầm cảm thấy nó sạch sẽ, cảm thấy nó sang trọng. Đấy, còn một bộ micro mà đẹp mấy thì đẹp, xịn mấy thì xịn, nhưng mà hình thức nó quá xấu thì các bác cũng không nỡ lòng nào cầm lên tay, đưa lên miệng của mình để ca một bài ca làm sao cho nó có nhã hứng, cho nó hay nhất các bác nhá. Đấy, và anh em chúng ta nhìn này, tất cả côn của nó đều còn răm rắp như nhau. Số lượng nói thẳng quan điểm với các bác chỉ có 12 bộ mà thôi. Bởi vì dòng này nó không phải là hàng lô mà là hàng tháo phòng hát các bác ạ. Hàng tháo phòng hát. Và đây, nội thất, ruột gan, tất cả những linh kiện như thế nào thì các bác ai là người sành chơi, các bác nhìn cái ruột gan các bác đánh giá luôn cho em Hiền. Đây là hàng nó nằm ở phân khúc nào. Đối với dòng TIT, đấy, mên mạch của nó là bao giờ cũng xử lý và sản xuất bởi cái hãng RX2005L2005Z 2005 Mark 2, thì đây chính là một trong những loại vỉ mên. Đấy, cực kỳ là chất lượng. Con này hiện tại bây giờ nó đang sử dụng là 8 hộp sóng các bác nhá. Trong đó thì có 2 hộp sóng đóng AB, tức là ở kênh B và kênh A hai cái mức sóng nó riêng biệt. Khi các bác sử dụng bên A yếu thì nó đóng bên B, bên B yếu thì nó đóng bên A, và hai bên AB cùng yếu thì nó đóng chung cùng một lúc. Cho nên con này của nó sóng có thể ổn định cho các bác tầm khoảng từ 30 cho đến 100 mét tùy theo cái không gian các bác sử dụng. Dòng này em Hiền giới thiệu như vậy có nghĩa là các bác có thể áp dụng đi làm show, đi làm sự kiện, hoặc là tất cả các chương trình vừa và nhỏ, đặc biệt là những show đám hiếu, những show đám cưới, những show sự kiện liên hoan tiệc tùng, hoặc là các bác có thể sử dụng trong vấn đề hội trường, rất là ok các bác nhá. Dòng này của nó dòng thế hệ đời cao mặt phát rồi các bác. Hiển thị cả 3 số, hiển thị cả 6 số đầy đủ. Đấy, tất cả mặt mũi còn sạch đẹp, còn duy nhất có cái kính này. Bên ngoài này các bác này, thì đương nhiên là trong quá trình vận chuyển nó có hơi xước sát một tí chút. Đấy, nhưng đánh giá tổng quan nó vẫn được tầm khoảng 85-90% hết các bác ạ. Con nào xấu quá em sẽ thanh lý, còn con nào mà đẹp như thế này em sẽ để cho các bác với một mức giá hỏi. Và để không mất thời gian của tất cả các bác thì bây giờ đấy, em Hiền sẽ test tiếng đi. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải nghe xem nó có phê không đã thì cái mới xuống tiền. Còn rẻ hay đắt nó không phải là vấn đề quan trọng khi các bác bỏ ra một số tiền lớn hay là số tiền ít, nhưng nó phải hay các bác nhá. 67. 67, các bác ai có tai nghe xịn đeo vào nhá. Cái côn này có rất tiếng bao phê và đặc biệt là nó chống hú, hỗ trợ hú zin cực tốt. Còn đương nhiên là một bộ micro các bác ạ, đã là độ nhạy cao, đã là đủ giải thì bao giờ cũng dễ hú rít hơn những cái bộ mic câm. Đấy, bộ mic câm có nghĩa là người ta không sử dụng những cái giải cao, không sử dụng nhiều giải bass mà nó chỉ một cái giải thẳng thôi. Đấy, thì các bác cảm thấy là nó không thừa giải thì rất ít hú rít, nhưng bộ này giải đủ 3 giải. Đấy, chất lượng âm thanh đạt tiêu chuẩn nhưng rất ít hú rít các bác ạ. Đấy, các bác nhìn nhá. Còn hú rít nữa hay không là tất cả đều phải do các bác can chỉnh.
67 1 2 2 67. Các bác nghe thấy tiếng hay không? Các bác nghe thấy tiếng tốt không ạ? Con này là hoàn toàn em chưa lắp anten các bác nhá. 67 1 2. Trong tay không tiền đời mày ai thương, nhưng lúc có tiền nhiều kẻ ghét gái, bao đêm ngao ngán thừa dài, nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao, trời ơi. 67 bao phê luôn cho tất cả các bạn. Có chế độ tiết kiệm pin, có chế độ gia tốc, có chế độ tự ngắt, đấy, có chế độ cảm biến chống rơi, có chế độ cảm biến chống sốc và tay chân, đẹp, sạch, mút chỉ. Đấy. Và các bác không nghe nhầm đâu ạ. Với mức giá chỉ có 1.400.000 đồng thôi các bác nhá. 1.400.000 đồng một bộ, tất cả côn là còn nguyên zin, tay chân là nhằm thợ vệ sinh rất sạch sẽ, chống lăn, chống sốc xịn. Đấy. Có nguồn, có dây 6 ly, có chống lăn, đầy đủ tất cả những thứ cần thiết khi về các bác không cần phải mua thêm. Đặc biệt em Hiền bao ship cho tất cả các bác trên mọi miền đất nước từ Bắc vào Nam. Đấy, và anh em ai mua bộ micro này em vẫn bảo hành 3 tháng hỗ trợ trọn đời cho tất cả các bác. Ai biết về nó thì các bác mua, không biết thì các bác tặng cho em Hiền xin một like để chúng ta lại tiếp tục theo dõi những video tiếp theo. Sản phẩm nào hợp nhãn, sản phẩm nào hay các bác ủng hộ em Hiền. Ok. Đó. Và bây giờ các bác có thể liên hệ qua hai số điện thoại 0936 118 558, 0931 218 558. Đấy, hai số này đều có Zalo. Các bác xem video cảm thấy ok, các bác tặng cho em Hiền xin một like nhá. Và bây giờ kính chào, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.